Các bạn có biết tận cùng của sự đau khổ là gì không? Là thịt bò quá ngon mà trong túi không còn một đồng nào hết. Ôi là trời á. Thôi, tôi về nấu cơm nè. Hôm nay mình sẽ ăn canh chua với lại cá bớp. Mà nói thật là tôi không có thích ăn cá lắm đâu, bởi vì cái mùi tanh của nó khiến cho tôi không thích cho lắm. Nhưng mà tôi đã ức chế nó bằng cách phi tỏi nè, rồi tận dụng cái dầu phi tỏi để nấu canh chua luôn. Thật ra là cá này mình mua giảm giá đó các bạn, cho nên nó còn một nửa thôi, ăn cũng khá là ngon. Có một cái mẹo nhỏ giúp cho mình tiết kiệm tiền, đó chính là cứ canh giờ hơi trễ một xíu, các bạn vô mấy cái siêu thị á, như Bách Hóa Xanh này kia nè, thì có thể săn được các hàng giảm giá. Không phải của rẻ là của ôi đâu các bạn, mình từng làm ở siêu thị rồi nên mình biết. Họ phải bán hết cái đợt hàng cũ đi thì hôm sau họ mới được nhập hàng mới. Mà ở đây có bạn nào thích ăn canh chua mà phải thật nhiều tỏi phi không? Hôm nay là một ngày rất là ok luôn, bởi vì hàng xóm của tôi không còn cãi lộn hay là quýnh nhau nữa. Tự nhiên bữa cơm hôm nay ăn ngon hẳn ra. Su ghê, mới vừa nói xong bây giờ đã phỏng cái mỏ rồi.